Sáng ngày 10 tháng 10, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 và khai giảng năm học 2018-2019. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực cả thầy và trò trong thời gian vừa qua. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, nhà trường đẩy mạnh chủ trương đào tạo gắn với thực tiễn, đào tạo ra những nhân lực chất lượng, có tay nghề, phù hợp với yêu cầu cao của doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam được quy hoạch và đầu tư để trở thành trường đào tạo chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Hiện nhà trường đang đào tạo 12 chuyên ngành liên tục của hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với đầy đủ các giảng đường, phòng thực hành, phòng chuyên môn cho từng chuyên ngành đào tạo. Trước tình trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn diễn ra nhiều năm chưa được giải quyết, thì việc lựa chọn một trường nghề đang là xu hướng của học sinh, sinh viên, góp phần bổ sung lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.